Chúng ta tiếp tục bài học nhé. Unit 6, Lesson 3. 1. Listen and repeat. Trong phần 1, chúng ta sẽ thực hành đọc hai từ này và hai câu có chứa hai từ. Và đồng thời, chúng ta cũng xem những chữ cái được viết màu đỏ như thế này. Khi xuất hiện trong từ thì chúng được phát âm như thế nào nhé? Bây giờ, chúng ta sẽ nghe máy. Page 44. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Come. May I come in? Down. May I sit down? Chúng ta cùng đọc lại bài nhé. Come. May I come in? Down. May I sit down? 2. Listen and write. Phần 2. Nghe và viết. Chúng ta sẽ nghe và viết vào những chỗ còn bỏ trống như thế này nhé. Trước khi nghe, chúng ta hãy xem trước những phần cho sẵn. 1. May I... in. Chúng ta có thể đoán ra cụm từ trước khi mình nghe nhé. Đây là câu xin phép, đúng không? Có thể là câu xin phép vào lớp. 2. Sit... please. Đi kèm với động từ sit là từ nào? Chúng ta hãy nhớ về các cụm từ chúng ta đã học nhé. Ví dụ như ngồi xuống thì chúng ta nói như thế nào? Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe máy và viết nhé. Page 44, Lesson 3, Activity 2, Listen and Write. 1. May I come in? 2. Sit down, please. Chúng ta đã nghe được từ còn thiếu chưa? Bây giờ các em sẽ nghe lại lần nữa để chúng ta hoàn thành nhé. 1. May I come in? May I come in? Chúng ta có từ come. May I come in? Đây là câu xin phép vào lớp mà chúng ta đã học trong bài học trước. Chúng ta nghe câu 2 nhé. 2. Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Như vậy chúng ta còn thiếu từ down. Như thế này nhé. 3. Let's sing. Hãy hát. Come in and sit down. Come in, đi vào. And, và. Sit down, ngồi xuống. Come in and sit down. Đi vào và ngồi xuống. Bây giờ, trước khi nghe máy thì chúng ta hãy xem bài hát trước nhé. Hello, hello, Miss Minh Hiền. May I come in and sit down? Xin chào, cô Minh Hiền ạ. Em có thể vào và ngồi xuống được không ạ? Hello, hello. Yes, you can. Xin chào. Được, em có thể. Come in, sit down and study. Study, study là học nhé. Hãy vào, ngồi xuống và học. Open your book and read aloud. Aloud, lớn. Read, đọc. Read aloud, đọc lớn. Mở sách của em ra và đọc lớn. A, B, C, D, E, F, G. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bài hát và chúng ta nghe máy, đồng thời chúng ta hát theo nhé. Page 44, Lesson 3, Activity 3. Let's sing. Come in and sit down. Hello, hello, Miss Minion. May I come in and sit down? Hello, hello, yes, you can. Come in, sit down and study. Oh,
open your book and read aloud. A, B, C, D, E, F, G. Four, read and march. Phần 4, chúng ta sẽ đọc và nối. Các em sẽ đọc các từ và cụm từ ở bên cột bên trái và nối với các phần còn lại ở bên cột phải, sao cho hợp lý nhé. Trước khi nối, chúng ta hãy cùng xem qua. Các em nhớ tập nối trước khi cô đưa ra đáp án nhé. Open, từ này thì sẽ đi kèm với cụm từ open your book hoặc open the book mà các em đã học, yêu cầu mở sách ra đúng không? Be, động từ be thì thường đi kèm với động từ nào nào? Ví dụ, be quiet, hãy yên lặng. May I ask a, tôi có thể hỏi một câu hỏi đúng không? Chúng ta hãy nhớ về cho cô từ question. May I write, em có thể viết. Don't. Talk, nói chuyện. Question, câu hỏi. Mr. Lộc, thầy Lộc. Your book, please. My name, Miss Hiền. Quiet, please. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nối nhé. One, open. Chúng ta có thể nối với your book, please. Để chúng ta được một câu open your book, please. Hãy mở sách ra nào. Chúng ta nối một với C nhé. Thay vì nối thì cô có thể viết C ở đây nhé. Two, be. Chúng ta có thể nối be quiet, please. Hãy yên lặng. Three, may I ask a question, Mr. Lộc? Em có thể hỏi một câu hỏi được không, thầy Lộc? Chúng ta nối với B nhé. 4. May I write? Chúng ta có thể nối với my name, Miss Hiền. May I write my name, Miss Hiền? Em có thể viết tên của em được không ạ, cô Hiền? Chúng ta nối với D nhé. 5. Don't talk. Đừng nói chuyện. Chúng ta nối với A nhé. 5. Look, read and write. Phần 5. Hãy nhìn, đọc và viết. Chúng ta sẽ nhìn tranh, đọc các từ cho trước và viết từ còn thiếu nhé. 1. Câu số 1. Chúng ta hãy nhìn trong bức tranh. Bạn này đang đứng và có ký hiệu mũi tên đi xuống. Chúng ta có từ down, please. Như vậy, chỗ này sẽ là gì nào? Sit down, please. Là thầy ra lệnh, ra hiệu cho bạn này ngồi xuống đúng không? Chúng ta sẽ viết cho cô từ sit vào đây nhé. Sit down, please. Hãy ngồi xuống. 2. Don't, please. Các em nhìn vào tranh, thấy các bạn này đang nói chuyện với nhau và cô giáo có một cái ký hiệu như thế này. Don't talk, please. Đừng nói chuyện nào. Three. May I? Chúng ta hãy nhìn vào tranh nhé. Ở đây, bạn này đang ở trong lớp và có mũi tên chỉ ra ngoài cửa. Có nghĩa là bạn ấy sẽ xin phép ra ngoài. Ra ngoài, chúng ta nhớ về cụm từ go out. May I go out? Em có thể ra ngoài được không? Yes. Sau yes thì chúng ta phải dùng you can. Được, em có thể. Yes, you can. 4. May I? Và câu trả lời no. Chúng ta hãy nhìn vào tranh nhé. Bạn này đang ngồi ở đây và có mũi tên chỉ đi lên. Bạn ấy muốn xin phép thầy giáo gì vậy? Xin phép đứng lên. Chúng ta có cụm từ stand up. May I stand up? Em có thể đứng lên được không ạ? No.
Sau từ này, chúng ta phải dùng you can't. No, you can't. Không được. Sick project. Phần dự án nhé. Write and put the instructions in the box. Choose and edge them out. Trong phần này, chúng ta sẽ viết và đặt những chỉ dẫn, instructions, những chỉ dẫn vào trong cái hộp. Sau đó chúng ta sẽ chọn và thực hành chỉ dẫn nhé. Open your book. Hãy mở sách ra. Ở đây các em thấy có một cái hộp. Chúng ta sẽ viết vào những mẩu giấy, ví dụ open your book, và mẩu giấy khác lại là close your book, và tờ giấy khác lại là stand up hoặc là sit down. Đó là những cụm từ chúng ta đã học. Sau đó các em xếp lại bỏ vào hộp, và mỗi người khi lấy ra phải tờ nào thì chúng ta sẽ thực hành mệnh lệnh theo hướng dẫn trong tờ giấy đó nhé.